Xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Trong hoạt động khởi động ngày hôm nay, mình xin mời các bạn cùng mình khám phá ở thế giới trong trang sách. Để khám phá xem trong những trang sách ấy có điều gì thú vị. Các bạn theo dõi video và ghi chép lại những điều các bạn nhìn thấy trong từng trang sách và khám phá ra chủ đề của tiết học. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị khi xem video của mình. Trang sách mở ra, ánh sao lấp lánh, mặt biển xanh biếc, nắng vàng long lanh, cánh buông căng gió, vượt sóng ra khơi, đưa giấc mơ nhỏ đến những chân trời. Ôi trang sách dịu kỳ, mở ra vũ trụ bao la bí ẩn, hãy cùng nhau khám phá, cùng nhau bay xa, quê hương Việt Nam đẹp muôn sắc thăng hoa, cầu vồng bay sắc rực rỡ sau mưa, cùng ngồi trên cung trắng dặm sáng lò, sông sông hòa bình nâng khúc hát ca, lời ru của mẹ đến đến ngọt ngào. Diệu kỳ kể về 4.000 năm dựng xây đất nước, biết bao chiến công anh hùng vượt qua mọi khó khăn, đất nước yêu thương tràn tình thân. Những con đường xa chờ đợi chúng ta, bước chân nhỏ bé khám phá bao la, quê hương xinh đẹp dòng sông cánh đồng, trang sách mở ra giấc mơ hồng lung lung linh. Lời mẹ ru xì rằng trong đêm muộn thế giới trong sách mở ra như trên trời, nơi yêu quê hương Việt Nam vì trang sách nhỏ mang trong tim ấm áp tình quê nhà. Lời mẹ ru xì rằng trong đêm muộn thế giới trong sách mở ra như trên trời, nơi yêu quê hương Việt Nam vì trang sách nhỏ mang trong tim ấm áp tình quê nhà. Lời mẹ ru xì rằng trong đêm muộn thế giới 4.000 năm dựng xây đất nước, biết bao chiến công anh hùng vượt qua mọi khó khăn, đất nước yêu thương tràn tình thân.